Em bị đại tràng, tiêu hóa kém, thận kém, tự xử từ lâu. Mong có bài thuốc để cải thiện sức khỏe về tiêu hóa. Em cao 1m55 mà nặng 42 kg. Không biết là bạn này bạn bao nhiêu tuổi, nhưng chỉ nói với các bạn luôn là nếu mà ở cái tuổi mà cứ trên 10, 17 hoặc đến 20 tuổi mà cái chiều cao ở mà khoảng 1m55 mà nặng 42 kg ấy thì đó nó hơi là gì so với người Việt Nam thì đây đang đã là hơi 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 có vấn đề nhé. Thì cái này cần phải cải thiện sớm trước 20 tuổi hoặc trên 20 tuổi một tí vẫn có cơ hội để tăng cố gắng. Bây giờ xã hội nó hội nhập không đứng với bọn nước ngoài mà toàn phải nghến mẹ mặt lên để nhìn thấy nó khổ. Cố gắng nhé. Còn chữa thì như nào thì quan trọng nhất là gì ạ? Phải chữa hệ thống tiêu hóa. Nhiều ông cứ nói dời nói bể mà em phải uống cái lọ, em phải uống cái kia, uống cái đéo gì. Hệ thống tiêu hóa chưa hấp thụ được, chưa kiện vận được. Ăn thì không hấp thụ được, ống tiêu hóa không hấp thụ được vào. Gan thì không tàng được và tiêu và hóa được để nó chuyển ra chuyển chuyển ra cái chất lọ chất kia. Mà cứ muốn ngồi bổ cái lọ bổ cái kia, trong khi đó hệ thống tiêu hóa loát bét ra rồi không điều trị. Muốn chữa được đầu tiên phải chữa hệ thống tiêu hóa, một là gan, hai là dạ dày, ba là đại tràng. Ngủ được này, hấp thụ được này, đi đại tiện được này. Đấy, thì lúc đấy mình quay ra chữ khác. Và khi mà hệ thống tiêu hóa tốt rồi thì tí bổ thận vào kiện vận được. Kết hợp cùng với nó là gì? Tập luyện. Hỗ trợ đang cái tuổi còn đang trưởng thành. Lãi được tí nào tập tí đấy cho nó tăng chiều cao lên. Khí lực nó mạnh mẽ lên. Và cả cuộc đời mình nó cần phải có sức khỏe mà. Nhé. Và anh chị mong muốn điều gì hoặc là anh chị cái nhìn của anh chị như nào anh chị có thể coi ở đây. Xin chào.